trước mặt các bạn đây đang là 3 loại mắm thuộc top 10 loại mắm kỳ lạ nhất Việt Nam. Chua lắm, chua lắm. Mắm tôm chua, mắm đậu nành Châu Đốc và cuối cùng là mắm hàu. Lần này Quý Cô Chi đã lựa chọn cho tôi 3 loại mắm vì chủ đề mắm lần trước rất viral. Và chúng tôi cũng mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam, kể về từng vùng miền khác nhau. Bởi vì gia vị chấm là một phần không thể thiếu được trong ẩm thực Việt Nam. Và ở đây Quý Cô Chi đã dành cho tôi hẳn một đoạn văn để nói về ý nghĩa của mắm. Việt Nam có rất nhiều loại mắm khác nhau. Số lượng loại mắm không thể nào đếm hết. Vì mỗi một vùng, mỗi một miền, thậm chí từng gia đình đều có một loại mắm khác nhau. Mắm cổ truyền của gia đình này là mắm gì? Mắm dặm muối được không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm món mắm đầu tiên, đó chính là mắm tôm chua. Mắm tôm chua trong ẩm thực của người Huế, mắm tôm chua là món ăn tuy dân dã nhưng lại chiếm được cực kỳ nhiều tình cảm của người thưởng thức. Loại mắm này có nguồn gốc từ vùng Gò Công, Tiền Giang. Nó đã được Nam Phương Hoàng Hậu mang ra Huế và phát triển trở thành một món đặc sản tại Cố Đô như hiện nay. Mắm tôm chua là một món cực kỳ dễ ăn, có mặt trong hầu hết tất cả các bữa cơm của gia đình người Huế. Với hương vị đặc trưng, vị ngọt, chua lạ miệng, mắm tôm chua ở Huế có thể ăn cùng với nhiều món khác nhau, nhưng kết hợp tuyệt vời nhất vẫn là cơm trắng. Hoặc dùng làm gia vị nước chấm cho thịt luộc cũng rất ngon. Em đã chuẩn bị ở đây 2 bát cơm trắng rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức mắm tôm chua xứ Huế. Và tôi đã được nghe phong thanh ra đây là một loại mắm cực kỳ dễ ăn và rất ngon. Chị Bủ, với một hũ mắm tôm chua gì cẩn này thì chị mua là bao tiền ạ? 80.000 thế nào? 80.000 hả? Cả một tuần đấy nhỉ? Nhiều mà. Đấy cái vị là mắm tôm bởi vì các bạn có thể thấy là con chú tôm rất là to. Wow, trông nó đỏ tươi luôn đấy. Nhìn vào các bạn có thể thấy luôn gia vị của nó, bên ngoài nó sẽ có cả chanh, quất, tỏi, ớt, kết cấu khá là sệt nhưng mà trông chất lượng ha. Đây là một trong những loại mắm có màu sắc đẹp nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại mà tôi đã từng review. Ngửi nào. Thấy mùi gì ạ? Mùi hăng của ớt. Chua lắm, chua lắm. Mùi chua lắm, mùi lên men lắm. Mùi nó như kiểu là thịt chua nhưng mà nó chua hơn nhiều. Thế này mà mày bảo dễ gửi hả chị? Không có bảo dễ gửi đâu. Thằng Hoàng bảo dễ gửi. À, Hoàng bảo dễ gửi. Nó trải qua sự chua chát của tình yêu rồi thì ít mắm tôm chua này là cái gì? Ngọt ngọt, mặn mặn, không có cay. Mùi đặc trưng của mắm là vẫn có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn thử nó với cả cơm. Tao lấy cho mày một gia đình nhà tôm. Wow, chú tôm to ở dưới cái sốt. Cái này à? Thành cơm cúng mất. Ở trong này có mấy con nhỏ nhỏ như con tép này. Người ta gọi tôm lon đấy. Mặn lắm. Một chút mắm tôm chua thôi bạn mới ăn được cả bát cơm đấy bạn. Đúng rồi, một chút mắm tôm chua với một con tôm. Cái vị đặc trưng để làm nên cái mùi này nó là riềng. Nó làm nên cái vị lên men chua chua ấy. Nó giống như kiểu là riềng ở trong cá kho làm cũng đại các thứ ấy. Là ăn được con tôm này. Ăn được con tôm thì mặn lắm. Mà ăn đi. Mà ăn được cho bạn gái quốc tế đấy là chú tôm này hoàn toàn ăn được. Mặn quá. Nhưng mà anh ăn thử mà xem cái kết cấu thịt nó chắc lắm. Bởi vì lúc đầu như là tôm sống, không vào đến đây bắt đầu nó chín dần đấy. Mặn lắm. Ăn nó cảm giác như kiểu hôm em ăn mắm mực với lại chấm cuốn. Nó ngon nhưng mà độ mặn hơi cao. Ngọt này, chấm thịt luộc ấy. Thơm mùi riềng và nó chua thật nhá. Tuy nhiên là không chua quá, không chua gắt mà nó gọi là chua nhẹ cùng với cả cái vị ngọt nồng, vị cay nồng của riềng. Công nhận mắm ở đồng bào miền Trung mình đỉnh cao ấy. Được gọi là khu vực có mắm đỉnh nhất tại Việt Nam rồi đấy. Và mắm tiếp theo chúng ta sẽ đến đó chính là mắm đậu nành. Mắm đậu nành là một loại mắm chay dành cho các tín đồ ăn chay. Món mắm chay này có hương vị ngọt bùi béo ngậy của đậu nành kết hợp cùng với vị mặn mà của muối. Mắm đậu nành đem đến cho người ăn cảm giác thanh đạm, mùi không bị gắt như những loại mắm làm từ cá. Ngược lại, còn có chút thơm từ thiên nhiên, có chút hương từ thực vật. Trước mặt các bạn có thể thấy là hộp mắm đậu nành. Nó là mắm đậu nành của ông bà năm Châu Đốc. Thành phần là đậu nành nguyên hạt và muối và vân vân. Nói chung là dành cho mọi người mà muốn có sự nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là mắm đậu nành của Châu Đốc sẽ có mùi như thế nào. Thật ra là trông nó hơi xấu. Nếu mà bạn bè quốc tế đến thì nhìn kiểu gì cũng không tưởng tượng đây là một loại nguyên liệu để ăn uống. Trông nó như là mắm nêm nhưng mà bị vón cục vậy. Vón cục và vón rất là chắc nha. Ẩm, dai và dẻo nha, chứ không phải là bị khô vón cục và bở. Cái này thật ra là mình có thể dùng để làm các nguyên liệu nấu các món chay. Đúng. Như kiểu là bún chay hoặc là canh như các thứ đấy. Hoặc là làm mắm chấm, mắm nấu, mắm kho. Xin mời chị Chi ngửi ạ. Nhưng mà cái mùi nó khó ngửi lắm. Em cũng tưởng mùi nó dễ chịu xong nó hít hơi sâu. Tao cũng vừa làm một đường hơi sâu bay vào. hư hỏng quá. Nó hơi có một chút hương là giống mùi tương bẩn, nhưng mà nó chua hơn và mùi nó đậm hơn, nồng gắt hơn. Nhưng mà cái mùi của nó làm em tò mò về cái vị ấy. Nào, xin mời chúng ta sẽ thử trước một chút. Tôi đã rút kinh nghiệm, tôi sẽ lấy một chút thôi. Mặn quá. Mặn lắm, mặn lắm. Nhưng mà cái mắm này nó cho em cảm giác giống như kiểu mình ăn mắm tép trưng ấy. Tức là cái vị mặn nó tương tự như thế. Rồi cái này nên có thêm các element như là chanh, mẻ, các thứ, hoặc là những cái gì đó nó có độ chua, độ ngọt thêm một chút nữa ấy. Thì cái này làm gia vị nấu là nhức nách luôn. Xin mời Quý Cô Chi. Đây em sẽ chấm một ít. Thế mà một ít à? Tôi chỉ chấm nhẹ thế này thôi, ít này. Rõ ràng kết hợp với những cái nguyên liệu khác ngọt thanh như kiểu dưa chuột như thế này, các bạn có thể thấy là nó khiến cho miếng dưa chuột nó ngon hơn, đậm đà hơn và kích thích vị giác hơn. Ăn nó làm em cảm giác giống mấy cái mắm miền Tây ấy. Tức là nó mang đậm cái hơi thở của văn hóa miền Tây luôn. Một cái hũ mắm này là bao tiền? 60.000. À, ba mấy nghìn, 60.000 là cả ship. Cái này mỗi bữa bạn chỉ cần một thìa nhỏ thôi là bạn có thể kho được cả một cái nồi canh hoặc là một cái nồi cá rồi. Cái này phải dùng cả tháng, hơn mấy tháng trời mới hết được cái này. Tiếp theo mắm gì thưa Quý Cô Chi? Mắm hàu ạ. Mắm hàu có xuất xứ từ vùng đất Vũng Tàu, nổi tiếng với địa điểm du lịch Côn Đảo, mang đến cho con người ta cảm giác tự hào về các giá trị lịch sử. Khi đến đây, người ta thường không quên mua một số đặc sản như là mứt hạt bàng, bánh bông lan trứng muối và đặc biệt là một loại nước chấm vô cùng hấp dẫn, mắm hàu. Mắm hàu như cái tên của nó được chế biến từ hàu biển tươi. Mắm hàu Côn Đảo là thứ nước chấm bình dân, được người dân Côn Đảo sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm mắm hàu. Yeah. Chai mắm hàu này được mua bao tiền ạ? 90 mấy nghìn. Bên trên mắm hàu các bạn có thể thấy là có cả lạc cùng với cả hành tây. Ô, nó lại còn có con hàu thật này. Ui, trông bắt mắt hấp dẫn nha. Người thử đi. Mùi nó thơm nhưng mà nó nồng lắm. Có mùi hành với tỏi. Nào, thử vị trước. Với tôi này là rất ngon. Ăn nó như kiểu là canh măng chua ấy. Cái này mà pha loãng rồi nó đúng thành một bát canh chua luôn. Cái này là bạn nấu canh ấy, xong bắt đầu bạn đổ vào ổi ngọt hê, đậu phộng thì béo bùi, xong bắt đầu hàu nữa. Nó không bị tanh, nó không bị nồng. Ăn cái vị này lạ ấy. Ngon lắm. Chấm thịt luộc. Thịt luộc với rau. Anh phải cho thịt luộc vào rau. Đúng. Bây giờ chúng ta chấm với mắm hàu một chút ạ. Sau khi chấm xong cho thêm một chú hàu. Cheers. Cheers. Mắm này nó ăn nó rau sống hợp thật sự luôn. Cái vị chua của nó hợp với rau sống, còn cái vị mặn của nó vừa đủ, xong thêm lạc bùi, xong thêm con hàu nó ngậy, nó quá đáng ngon luôn đấy. Vị ngọt của nó không nhiều nhưng mà bù lại nó lại là cái vị ngậy của hàu. Để làm ra những cái món mắm này nó đều là nguyên liệu từ tự nhiên và phải chế biến thủ công. Vì vậy nên là nó không chỉ mang đến vẻ đẹp về ẩm thực mà nó còn mang đến vẻ đẹp cả về sức lao động, cả về trí tuệ. Với hai loại mắm trước thì chúng tôi đánh giá là rất ngon. Tuy nhiên là tôi sẽ thêm một thang điểm nữa cho mắm hàu, đó chính là ao trình. Sản vật của Việt Nam, cứ cái gì chấm cùng với cái mắm này đều ngon hết. Bạn thiết kế gói vĩ đại luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi số đặc sản Việt Nam lần này trên Ăn Gì Cũng Được của Long Khoa Học. Và hãy nhớ like, share, subscribe và để lại ý kiến của bạn về những cái món mắm xuất hiện trong clip lần này. Và nếu như nơi của các bạn có cái đặc sản gì ngon thì các bạn cũng có thể comment xuống dưới để bọn mình tiếp tục làm ạ. Đấy, nó là như thế này nó mới có động lực. Yeah, ngon quá.